Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình là Tà Nú Gia Minh đây. Thì để bắt đầu cho cái video của ngày hôm nay thì chúng ta cùng vào video ở lần trước để mà xem ở trong phần bình luận xem là bạn nào có lời bình luận hay nhất để mà mình tiến hành trao giải cho bạn đấy nhé. Rồi, chúng ta cùng vào đọc bình luận thôi nào. Thì đây chính là cái video lần trước mà mình đi săn boss Quy Lão cũng như là Jackie Chun. Bên cạnh đó thì mình đã tạo ra một cái giveaway cho những bạn người xem cùng tham gia, đó chính là mình sẽ tặng cho các bạn có lời bình luận hay nhất một chiếc găng thần Seiya, và bốn bạn còn lại mình sẽ tặng cho mỗi bạn là 22 thỏi vàng. Thì để tránh mất thời gian trong video của anh em thì mình đã đọc qua những cái bình luận rồi. Thì xin chúc mừng những bạn mà mình nêu tên dưới đây nhé. Thì đầu tiên xin chúc mừng bạn bạn Tuấn này. Đấy. Bạn vui lòng mà chụp màn hình cái này lại và gửi về đường link Facebook cá nhân của mình nhé. Đây, đường link Facebook cá nhân của mình tại đây. Đấy thì bạn để mình có thể là dễ dàng tiến hành trao giải cho bạn. Bạn V0223 này nhé. Là chúc mừng bạn. Bạn đã nhận được 22 thỏi vàng từ chương trình giveaway của mình. Tiếp theo đó chính là bạn Hà Phạm này. Xin chúc mừng bạn. Bạn đã nhận được 22 thỏi vàng từ kênh của mình. Bạn vui lòng chụp màn hình lại và gửi về Facebook cá nhân của mình nhé. Và bạn thứ ba, bạn này có một lời chúc khá là hay. Chào anh, em tên là Kala 123 nhé. Chúc anh có một ngày thật là vui vẻ và bên gia đình, và theo đuổi sự nghiệp và mong muốn của mình, vợ đẹp, và em cũng muốn chúc anh vào ngày lễ 30 tháng 4 có một ngày lễ vui vẻ, là mong kênh của anh sớm phát triển mạnh lên 100k sub và ra những video chất lượng khiến em xem rất hài lòng. Đấy. Thì mình có đọc qua cái bình luận của bạn này rồi, rất cảm ơn bạn. Thì xin một lần nữa xin chúc mừng bạn Hứa Chí Tài nè. Bạn đã nhận được một chiếc găng thần từ kênh của mình nhé. Bạn vui lòng chụp màn hình cái này lại và gửi về Facebook cá nhân với mình để mình tiến hành liên hệ trao giải cho bạn. Đây là bạn thứ ba nhé. Bạn này nhận được găng thần, hai bạn ở trên thì nhận được vàng. Và bạn tiếp theo đó chính là đây, như anh em có thể thấy là những bạn này là đã nhận được đồ của mình từ video lần trước. Đây, tiếp theo là bạn Tùng Phạm nhé. Bạn vui lòng chụp màn hình cái này lại gửi về Facebook cá nhân với mình. Bạn đã nhận được 22 thỏi vàng từ kênh của mình. Là bạn thứ tư rồi đúng không? Còn ai nữa nhỉ? À đây. Và bạn cuối cùng là bạn Lâm Huy. Đấy. NRO Blue Lậu này. Đấy các bạn trúng thưởng vừa rồi, vui lòng chụp màn hình lại và gửi về Facebook cá nhân với mình nhé để mình tiến hành liên hệ trao giải cho các bạn. Rồi, bây giờ mình quay trở lại video ngày hôm nay thôi. Thì sau khi kết thúc video này, những bạn vừa rồi trúng thưởng á, các bạn vui lòng liên hệ về Facebook cá nhân của mình để mình tiến hành liên lạc trao giải cho các bạn nhé. Và chắc mình cũng xin là kết thúc cái chương trình giveaway tại kênh của mình các bạn à. Thì để mình chia sẻ đến các bạn một tí, thì mình làm những cái giveaway, mình tặng đồ này đồ kia cho các bạn á, thì mình cũng nhận được rất nhiều cái bình luận và mình nhận được những cuộc gọi luôn, gọi riêng về Facebook cá nhân của mình, thì họ có những cái lời đã tiếng vào không được hay cho lắm. Thì mình bắt đầu làm cái nghề này thì mình cũng đã xác định là làm dâu trăm họ rồi, mình đâu thể nào làm hài lòng tất cả mọi người được. Mình mới làm mà kinh nghiệm mình cũng chưa có, thì phải cần thời gian để mà mình có thể là xây dựng bản thân mình hơn cũng như là xây dựng cái kênh này hơn. Nhưng mà mình nhận được thay vì những lời động viên thì mình nhận được những cái lời chỉ trích, mình cảm thấy rất là buồn. Về khi mà mình cho đi dù biết là những cái vật phẩm trong game đó với các bạn á, các bạn có thể nạp tiền vào các bạn mua thì các bạn thấy nó bình thường lắm. Mình tặng mấy cái đó, mấy bộ một sao này thì nó đâu là cái gì đâu đúng không, vài món đồ thần nó đâu là cái gì với bạn. Nhưng mà với những bạn khác, các bạn chơi game không nạp tiền, những bạn còn là học sinh, các bạn không có tiền đi học rồi này kia đó, thì mình tặng
giống kiểu như là mình làm cho anh em có thêm vừa xem video vui này vừa có quà đấy, nhưng mà mình nhận được nhiều ý kiến trái chiều quá nên là mình quyết định từ bắt đầu từ video này chắc có lẽ là mình sẽ không làm giveaway nữa anh em ạ. Thì mình cảm thấy hụt hẫng lắm, không biết anh em có suy nghĩ như thế nào thì anh em bình luận phía dưới giúp mình nhé, xem là mình có nên tiếp tục ra giveaway hay không, hay là mình tập trung vào là mình làm về chất lượng hình ảnh cũng như là mình làm về nội dung nó hay hơn để gửi đến người xem. Rồi, xin cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Thì bây giờ mình đi vào clip của ngày hôm nay thôi. Thì ở đây thì mình vừa trao giải cho những bạn ở clip trước còn vài bộ một sao nè. Bây giờ mình tiến hành ra ngoài làng Aru mình ước thử xem là AD đã cập nhật những cái tính năng gì mới đối với Ngọc Rồng một sao chưa nhá. Đây thì Ngọc Rồng một sao AD đã sửa lại rồi, bấm là ước được là không phải chờ thời gian đâu các bạn. Đây mình bấm sử dụng này, gọi rồng thần một sao này. Đấy thì điều ước của Ngọc Ngọc Rồng một sao đó chính là đẹp trai nhất vũ trụ, giàu có 10 căn ngọc, rồi giàu có 2 tỷ vàng và 20 triệu sức mạnh tiềm năng. Đấy thì cũng chưa có cập nhật những cái điều ước gì mới các bạn ơi. Thì các bạn giữ bộ một sao lại đi, mình đừng có ước thời điểm hiện tại, sắp tới thì AD sẽ cập nhật những cái tính năng mới về điều ước này, thì lúc đó mình ước sau nhé. Thì mình lỡ gọi rồi chắc là mình ước 20 triệu tiềm năng sức mạnh thôi. Rồi, tại vì cái hôm trước mình ước 5 bộ mới ra được cái này. Đây thì cái cải trang là sức đánh 25% là tối đa của điều ước rồi anh em à. Hôm trước mình ước 4 5 bộ gì mới ra được cái này, mấy cái kia thì 24% rồi 18 19% không à. Đấy thì tối qua thì ban hội của mình bên Blue06 cũng đã ăn được 2 viên ngọc rồng này, ăn được 1 viên ngọc rồng sao đen 1 sao và 1 viên ngọc rồng sao đen 2 sao. Thì 1 sao nó sẽ tăng thêm cho mình là 21% sức đánh, nhưng mà nó sẽ khi mà mình win á thì là tầm 20:30 hoặc là 20:40 mình win đi, thì nó sẽ nằm trong hành trang của mình và mình sử dụng được đến là 20 giờ của ngày hôm sau thôi nhé anh em, chứ không được vĩnh viễn đâu. Đấy thì 1 sao được 21% sức đánh này, 2 sao thì cộng thêm 35% HP cũng như là 35% ki. Đấy còn đây là giáp ki chun hạn sử dụng và quy lão hạn sử dụng mà ngày hôm qua mình cùng anh em đã đi săn đấy, thì chắc là mình bỏ luôn, khi nào cải trang vĩnh viễn thì mình giữ lại. Thế thì mình bỏ cải trang này và có một cái thông tin là ở cái trứng bư á anh em, khi mà mình cho nó nở ra nè, đây mình có một cái trứng bư ở nhà, khi mà anh em cho nó nở này thì anh em có thể lựa chọn được để mặc đồ gì và ở hành tinh nào luôn. Thì hiện tại mình chơi trái đất, anh em cũng đã thấy thì cái răng hủy diệt của trái đất đó, nó là sức đánh tầm trung thôi, nó chỉ cao hơn răng hủy diệt của Nam X thôi, nên là để mà có một con siêu phẩm trái đất sức đánh thì anh em nên chơi con đệ tử là hành tinh Xayah. Bởi vì sao? Bởi vì hành tinh Xayah là có cái răng hủy diệt sức đánh cao nhất đấy. Khi mà anh em cho con đệ về hành tinh Xayah mặc cái răng hủy diệt Xayah nữa thì sức đánh mình là có thể là nói là tốt nhất đấy. Thì cái trứng ở đây con đệ mình vẫn là con đệ thường, thì bây giờ mình sẽ quyết định là mình di chuyển sang trạm tàu hủy diệt ở bên Xayah để mình săn, mình kiếm cái gân thần trước đã, rồi sau đó mình mới mở trứng. Thì đó là cách chơi của mình. Hiện tại con đệ thường của mình là 84 tỷ, nó đã mắc sức đánh rồi, HP với ki thì chưa mắc, mình không quan trọng cái đó. Thì tại vì con đệ còn mạnh á, mình hợp thể lại mình đi săn boss cho nó dễ, mình cứ kiếm trước vài cái găng thần và vài món đồ thần ở đâu, mình kiếm vài món đồ hủy diệt và vài cái găng hủy diệt xảy ra mình để sẵn đây đã, để khi mà mình bấm tiến hành cho cái trứng này nở
mình lấy con đẻ hành tinh Seiya là mình úp lên 80 tỷ là cho nó mặc đồ luôn. Đó là cách chơi của mình. Còn nhiều anh em khác là anh em chọn cách là anh em bỏ luôn con đẻ thường này luôn, anh em úp cho xong con đẻ Mabu, anh em chọn hành tinh đẻ Mabu, anh em úp xong rồi anh em mới tiến hành đi săn, thì lúc đó khó rồi, lúc đó là mọi người đều có Mabu mạnh lên rồi mình săn nó khó hơn đấy. Thì không dài dòng nữa, bây giờ mình tiến hành mình cất mấy bộ 1 sao này vào rồi mình qua bên trạm tàu hủy diệt Seiya để mình săn coi nha. Thì để săn thần hủy diệt bên Seiya thì anh em di chuyển qua làng Kakarot này, rồi mình chạy về phía bên trái đấy, mình lên đây, qua đây trạm tàu hủy diệt nè, rồi đứng đây mình sẽ bật cái auto thông báo boss lên mà đợi thôi anh em ạ. À, trạm tàu hủy diệt thì có ngọc rồng sao đen thì mình được 997k sức đánh anh em ạ. À, đấy 997k này, thì bây giờ mình ăn item vào rồi mình đợi boss thôi. Anh em cùng theo chân mình xem là mình săn, bây giờ mình chắc là mình săn 2 tiếng đi, mình ngồi đây mình chơi liên tục 2 tiếng đồng hồ mình săn xem là được cái gì nhé anh em. Anh em cùng theo chân mình nào. Thì mình đi săn ở bên Seiya mà chưa thấy boss ra anh em ạ. À, lúc này thì ở bên trái đất lại có boss nên là mình di chuyển về bên trạm tàu vũ trụ trái đất để mình tiến hành quật vào mồm chứ ngon quá nha. Thì mình 997k sức đánh thì mình mặc full sức đánh, mình camo cũng được 22 triệu anh em ạ. À, chắc là liếm được. Còn khi mà mình mặc cái đồ hút máu vào thì nó còn 898k đấy. Đây nè anh em, mình chưởng, mình dịch chuyển cái thời mình chưởng phát vào đầy máu luôn nè, chưởng vào này, khiên lên này, rồi mình săn thôi. Ok anh em, thì bây giờ sâu hơn, mình mới đầu là mình định săn 2 tiếng thôi để xem được cái gì. Thì mình ngồi mình mải mê quá mình quên cả ăn trưa luôn anh em ạ. À, thì bây giờ là hơn 3 tiếng rồi, 3 tiếng rưỡi rồi. Thì sau một 3 tiếng rưỡi săn boss với cái sức đánh là đã cù nộ nha anh em, đã cù nộ, đã ngọc rồng 1 sao là 997k. Thì mình săn được cái gì bây giờ mình sẽ show ra cho anh em cùng xem nha. Hiện tại thì mình đang săn
boss thần hủy diệt bên hành tinh Saiya này mà, săn đồ cho con đệ tương lai của mình. Thì hơn 3 tiếng rưỡi mình săn ở đây được hai cái găng này, hai cái găng, một cái áo này, 7 viên 2 sao này. Thì hai cái găng này, hai cái găng cùi anh em à. Cái găng 5K5 này là super cùi luôn. Cái găng ngon nhất của hành tinh Xây Gia là 7K nha anh em. Anh em nếu mà chơi để Xây Gia hoặc là chơi hành tinh Xây Gia để mà chơi một cái găng hủy diệt ngon thì anh em cứ cái nào trên 7K tấn công anh em hãy giữ lại. Hai cái này chắc là mình cũng bỏ thôi, mình giữ lại cái áo này. Đấy, thì sau hơn 3 tiếng rưỡi thì mình săn ở đây được 3 món hủy diệt kèm theo 7 viên 2 sao. Thì bây giờ mình về nhà phát nha. Rồi. Thì ở chắc là ở clip lần sau thì mình sẽ xin tạm biệt cái con đệ hiện tại này, và mình đó cũng là hành trình để bắt đầu là nở trứng nha anh em. Thì hẹn gặp lại anh em ở video sau để mà cùng xem mình lựa chọn hành tinh để ma bư như thế nào này, đấy cho cái con quả trứng này nó nở ra anh em ạ. Thì đến đây mình cũng xin là kết thúc cái hành trình săn boss hủy diệt tại hành tinh Xây Gia của mình. Thì cảm ơn tất cả anh em đã xem clip của mình. Hẹn gặp lại anh em ở các video lần sau nha. Mình còn làm nhiều hành trình săn boss và cập nhật những cái update của AD trong thời gian sắp tới. Hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau. Tạm biệt tất cả anh em. Bye bye.